Chí Minh hiện đại nghĩa tình. Quý thính giả thân mến, hàng trăm hộ dân đã bàn giao mặt bằng thi công mở rộng quốc lộ 50. Đó là những gì đang được ghi nhận. Đã diễn ra gần như trong một đêm. Cho đến vòng tứ kết, hiệu suất vẫn là điều quan trọng nhất. Cách thức giành chiến. Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận thông tin là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông đang ổn định và tại km 25+9. Không biết là cảm xúc của anh ra sao ạ khi mà nghe Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi và Quốc Thiên hát lại cái khúc ca Thanh Xuân Rực Rỡ của chính mình và nhóm MTV một thời ạ? Trước khi chương trình quay á, thì bên ban tổ chức có hỏi thăm Tùng là bây giờ thường là phải đội nón bảo hiểm, nhưng mà cái ý thức nó hình thành sao được trong khi cha mẹ nó... Tây Ban Nha là ngoại lệ duy nhất trong giải đấu này. Chỉ họ mới khao khát và có khả năng chiến thắng và thuyết phục. Những người chính kéo dài trong 3 năm, trị giá đang tới 7 tỷ đô. Năm tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây. Sao nó làm dừng chân nhớ đôi. Mang nặng tình trái. Giới thiệu vốn vay, giới thiệu việc làm, trao phương tiện xin kế. Mức nghèo, trong khi Ngân hàng Thế giới cảnh báo sẽ có thêm 10 triệu người Pakistan rơi xuống mức này. Hôm qua, Viện Thống kê và Điều tra Quốc gia Argentina